thu thập, thứ hai xử lý, thứ ba là truyền đạt thông tin cho các đối tượng sử dụng để ra lệnh. Như vậy dù định nghĩa theo kiểu miêu tả cụ thể các công việc làm của kế toán của như là của Việt Nam hay là một cách chung nhất theo cơ chế dược, thì kế toán cũng chỉ có một nhiệm vụ hướng tới một mục đích duy nhất, đó là cung cấp truyền đạt thông tin cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng giao định. Bây giờ đi vào phần tiếp theo là phân loại kế toán. Phân loại kế toán qua phần này sẽ giúp bạn hình dung đặc biệt những các bạn lớp quản trị sẽ tổ chức bộ phận kế toán mình thành những bộ phận gì. Để phân loại kế toán tôi đề ra 3 tiêu thức. Thứ nhất là phân theo thời gian thực hiện. Thứ hai là phân theo phạm vi cung cấp thông tin. Và thứ ba là phân theo phạm vi nghề nghiệp. Nếu phân theo thời gian thực hiện thì kế toán chia làm 3 bộ phận. Thứ nhất là kế toán quản trị. Thứ hai là kế toán tài chính. Và thứ ba là phân tích hoạt động kinh doanh. Các anh chị hình dung bây giờ tôi có ý tôi dự định một dự án đó. Giả sử tôi dự định xây một khu du lịch sinh thái ở Dốc Lết Ninh Hòa chẳng hạn. Hay là xây một khu du lịch sinh thái ở núi Cấm An Giang chẳng hạn. Bây giờ tôi sẽ gì? Như vậy giờ tôi sẽ có ý xem thử nên tham gia dự án này không? Đúng không? Lúc này có nhiều bộ phận vô tư vấn xét về mặt pháp luật cho thuê không? Rồi về mặt môi trường, bảo vệ môi trường tự nhiên sinh thái có được hay không? Đúng không? Rồi có vấn đề di dời dân có thể được dân cái đồng thuận hay không, có nhiều vấn đề là làm được hay không, nhưng trong đó một vấn đề cốt lõi là làm này có hiệu quả về mặt tài chính hay không, có lời hay không, thì người ta mới quyết định làm. Thì cái bộ phận kế toán mà tham gia tư vấn chỗ này thì tôi gọi là kế toán quản trị. Như vậy cái đó là kế toán trước kinh doanh, trước khi xảy ra là kinh doanh. Và sau đó tôi tiến hành, lúc này tôi tiến hành giải tỏa, bồi thường, xây dựng, rồi xây dựng bắt đầu đưa vận hành, thu tiền bán vé vân vân, thì cái kế toán mà ghi nhận lại những nghiệp vụ xảy ra này được gọi là kế toán tài chính và kế toán trong kinh doanh. Và sau một quá trình sản xuất kinh doanh, chúng ta tiến hành đánh giá lại, phân tích nó coi hiệu quả hay không, hiệu quả đâu vân vân, đó được gọi là phân tích hoạt động kinh doanh. Thì đây là ba cái lĩnh vực trong kế toán, và ứng với ba lĩnh vực này chúng ta cũng có ba môn học. Ngành quản trị sau này bạn học ngành kế toán sẽ học đầy đủ 3 môn học này. Ngành quản trị sẽ học môn là kế toán quản trị, sử dụng kế toán như là một công cụ giao dịch. Ngành tài chính ngân hàng sẽ học môn là kế toán tài chính, nhưng mà chúng ta không gọi kế toán tài chính, chúng ta gọi kế toán doanh nghiệp. Và phân tích hoạt động kinh doanh là một bộ môn mà cả 3 ngành đều phải học hết. Sử dụng thông tin, phân tích nó. Bây giờ theo phạm vi cung cấp thông tin thì kế toán chia làm 2 bộ phận. Thứ nhất là kế toán tài chính và thứ hai là kế toán quản trị. Và luật kế toán Việt Nam cũng ghi rõ kế toán thì bao gồm kế toán tài chính và kế toán quản trị. Kế toán, các bạn biết rằng kế toán có nhiệm vụ là cung cấp truyền đạt thông tin, thì cái bộ phận kế toán nào được tổ chức ra để cung cấp truyền đạt thông tin cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp sử dụng thì kế toán đó tôi gọi là kế toán tài chính. Còn bộ phận kế toán nào được tổ chức ra chủ yếu cung cấp thông tin cho nội bộ đơn vị sử dụng thì kế toán đó gọi là kế toán quản trị. Thế không vậy? Một cái kế toán hướng về tương lai và một cái kế toán hướng về ghi nhận lại sự việc xảy ra trong quá khứ, báo cáo lại. Bây giờ phân theo phạm vi nghề nghiệp. Nếu phân theo phạm vi nghề nghiệp thì kế toán chia làm 2 lĩnh vực là kế toán và kiểm toán. Thì kế toán là gì, chúng ta đã bàn nhiều rồi. Kiểm toán là kiểm tra kế toán. Các bạn thấy trong nền kinh tế, trong thị trường có những công ty gọi là công ty kiểm toán. Những công ty này có vai trò kiểm tra và kiểm tra sổ các cái công việc kế toán của các công ty và đưa ra nhận xét là cái chung các báo cáo này có trung thực hợp lý không, để dựa trên đó các đối tượng có nhu cầu sử dụng ở cơ sở tin cậy sử dụng thông tin của kế toán để ra quyết định. Đó là các phân loại kế toán. Bây giờ về đơn vị đo lường kế toán thì tôi có lẽ phần này dễ cho tôi không nói ha. Bây giờ tôi đi vào phần vào vấn đề quan trọng nhất của một bài này, đó là đối tượng. Rồi bà chưa phải quan trọng nhất là đối tượng sử dụng thông tin kế toán là gì. Phần sau mới phần quan trọng nhất là chị mới chuyển sang phần đối tượng sử dụng thông tin kế toán. Ai là người có nhu cầu sử dụng thông tin kế toán? Chúng ta biết rằng kế toán có nhiệm vụ cung cấp truyền đạt thông tin. Cung cấp truyền đạt thông tin về tình hình kinh tế tài chính của đơn vị cho đến các người sử dụng. Vậy thì chúng ta xem thử ai là người sử dụng thông tin kế toán. Các ta sử dụng dưới cấp độ gì để làm gì?
Bằng bậc thứ nhất, đầu tiên ta chỉ ra cái người mà sử dụng thông tin toán trước hết đó là giả sử như là lãnh đạo nghiệp, giám đốc, trưởng phó phòng ban, tôi gọi đó là những người quản lý. Đó. Những người quản lý là người đầu tiên phải cần phải biết thông tin về tài chính của đơn vị, để trên cơ sở đó biết được sức khỏe tài chính đơn vị mình đang như thế nào, để từ đó ra đưa ra cái quyết định cho phù hợp. Đó. Đối tượng thứ hai, bạn thấy đó là nhà đầu tư, cổ đông, ngân hàng, người cho vay. Như vậy thấy giả sử ngân hàng cần thông tin kế toán để mà quyết định cho hay không cho vay, cổ đông nhà tư cần thông tin kế toán để quyết định đầu tư mua cổ phiếu đi này hay bán cổ phiếu đi kia, tôi gọi đó là người có lợi trực tiếp. Vấn đề thứ cái đối tượng thứ ba đó là cơ quan thuế hay là cơ quan thống kê. Chúng ta thấy rằng hàng tháng thì các doanh nghiệp nộp các báo cáo về cơ quan thuế và thống kê. Thuế cần thông tin kế toán là quyết định là đánh thuế, miễn thuế, giảm thuế, phạt vân vân gì đó, truy thu. Còn cơ quan thống kê cần thông tin này để chúng ta thống kê thu thập lại, ví dụ thu nhập bình quân của lao động trong năm đó, sản lượng bình quân của doanh nghiệp vân vân, của cả nước vân vân, thì đối tượng thứ ba là người có lợi gián tiếp. Như vậy đối tượng không sử dụng thông tin kế toán rất đa dạng và tùy thuộc vào mục đích mà họ sử dụng thông tin kế toán này để ra các quyết định phù hợp. Về cơ bản có thể chia làm ba nhóm đối tượng: thứ nhất là những người quản lý, thứ hai là những người có lợi trực tiếp, và thứ ba là những người có lợi gián tiếp. Bây giờ chúng ta đi vào phần quan trọng nhất của bài này, đó là đối tượng nghiên cứu của kế toán. Kế toán nghiên cứu cái gì? Nghiên cứu gì? Học kế toán là học cái gì? Làm kế toán là làm cái gì? Bây giờ tất cả có lẽ nhiều anh chị đang làm kế toán thì đã biết là kế toán nghiên cứu gì rồi. Nhưng còn anh chị khác tài chính ngân hàng, quản trị kinh luật thì đối câu hỏi này mà trả lời thẳng vào hơi khó. Bây giờ chúng ta thống nhất nhau một quan điểm như này: kế toán nghiên cứu gì không biết, không cần biết. Nhưng mà miễn sao nghiên cứu xong á, cái đối tượng đó mà đưa ra được thông tin kinh tế tài chính, tức là đáp ứng được cái mục tiêu cuối cùng, cái mục đích cuối cùng của kế toán, thì cái đối tượng đó chính là đối tượng nghiên cứu của kế toán. Tôi nói là nghiên cứu cái gì không biết, miễn sao nghiên cứu xong mà đưa ra được thông tin kinh tế chính, thì đó chính là đối tượng nghiên cứu của kế toán. Bây giờ chúng ta hãy làm cái bài tập nho nhỏ, là các chị liệt kê dùm những thứ mà các chị nhìn thấy cơ quan hàng ngày đi ra đi vô cơ quan mình, cái công ty mình, chúng ta thấy gì. Có nhiều thứ lắm, có nhiều thứ. Đi ra vô phòng kế toán thấy bà thủ quỹ đếm tiền, nhìn thèm, đúng không? Muốn lấy. Như vậy đối tượng đầu tiên thấy là thấy tiền. Rồi ra vô cơ quan thấy bàn ghế, máy vi tính, sổ sách, bút viết vân vân, dụng cụ làm việc, tôi gọi là công cụ dụng cụ, đúng không? Rồi vô cơ quan thấy một cái tòa nhà trụ sở làm việc, thấy xe cộ, dây chuyền sản xuất chạy rầm rập suốt ngày, tôi thấy cái tài sản cố định, máy móc thiết bị, nhà xưởng vân vân. Rồi thấy giả sử là thấy các nguyên vật liệu, thấy vải để may áo, thấy bột đường để sản xuất bánh, thấy gạch cát đá xi măng để xây dựng công trình, đó là nguyên vật liệu. Rồi nó thấy các thành phẩm được sản xuất ra để chờ bán, thấy hàng hóa mua vào để chờ bán ra, thành phẩm hàng hóa và vân vân. Như vậy anh chị thấy rằng có thể thấy những cái này hết sức quen thuộc đối với mỗi người chúng ta. Hàng ngày đi ra vô cơ quan chúng ta đều nhìn thấy được hết. Có điều chúng ta có chịu để ý hay không? Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bằng những thứ quen thuộc này. Ông bà đã nói rồi là ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Do vậy mình hãy bắt đầu nghiên cứu những thứ quen thuộc gần gũi xung quanh mình mà mỗi ngày mình đều tiếp xúc. Nếu nghiên cứu những thứ quen thuộc này mà ra được thông tin về tài chính, thì ta kết luận những đối tượng quen thuộc này là đối tượng nghiên cứu của ta, và chúng ta không cần đi đâu xa hết. Còn nếu mà bắt đầu từ những sau khi nghiên cứu những thứ quen thuộc này mà không ra được thông tin đó, thì thầy trò mình mới nghĩ nghiên cứu xứ xa lạ đó, ở ngoài công ty, ở ngoài công ty lên mạng nó nghiên cứu hơn gì đó. Nhưng mà trước hết chúng ta hãy bắt đầu bằng mỗi thứ quen thuộc gần gũi mỗi ngày mình để tiếp xúc hết. Thì giờ để nghiên cứu, giờ tôi sẽ chọn ra một đối tượng nào đó trong này để nghiên cứu. Tôi chọn đối tượng tiêu biểu mà các anh chị rất thích đi, tôi chọn tiền. Chọn tiền. Bây giờ theo nguyên tắc, các anh chị học triết học rồi, nguyên tắc muốn nghiên cứu một đối tượng đó
thì phải dùng gì? À, một trong những phương pháp khoa học mà làm nền tảng để nhận thức nghiên cứu thế giới này, đó là quy tắc gì mà duy vật biện chứng, đặt nó trong sự vận động tương tác qua lại với các đối tượng khác. À, bây giờ trước hết là tôi sẽ đặt nó trong sự vận động đã. À, bây giờ tôi sẽ cho hai điểm đầu kỳ và cuối kỳ. Đầu kỳ, cuối kỳ. Giả sử đầu kỳ tiền có 300 và cuối kỳ tiền có 500. À, như vậy tôi đã cho tiền vận động. Tôi nói đùa chút xíu. Bây giờ mình thấy gì tiền? Làm gì bạn hỏi? Nhiều đầy đâu ra nhiều tiền vậy? À, cho đi là đi làm đúng không? Có lương, làm chăm chỉ, có lương. Cái công ty này có nhiều tiền quá. Như vấn đề sử dụng vốn nó không hiệu quả. Sau này ngành quản trị, các anh chị học môn là quản trị tài chính, trong các vấn đề hoạch định dòng tiền, tiền để công ty bao nhiêu cho đủ, nhiều quá thì gây lãng phí, gây thất thoát, ít quá thì không đáp ứng những nhu cầu chi tiêu lặt vặt, vân vân. À, như vậy dựa vào thông từ biến động của tiền có thể người đó nhận định được vấn đề hiệu quả sử dụng vốn, vân vân. Như vậy thông qua sự vận động của chỉ tiêu tiền, có người nói tình hình lợi nhuận, có người nói tình hình vay tài sản của đảo, hiệu quả sản xuất, khả năng thanh toán, có người nói vấn đề sử dụng vốn. Mà những thông tin này là thông tin gì các anh chị? Không phải thông tin về nhân sự, không phải thông tin về chiến lược sản xuất kinh doanh, à vân vân, mà nó chính là thông tin về kinh tế tài chính của một đơn vị. Nói tóm lại, nghiên cứu tiền và sự vận động của nó, tôi đã đưa ra được thông tin kinh tế tài chính. Do vậy chúng ta thống nhất ngay từ đầu buổi học, nghiên cứu cái gì cũng được, miễn sao nghiên cứu xong và đưa ra thông tin kinh tế tài chính thì ta kết luận nó chính là đối tượng nghiên cứu của kế toán. Vậy tôi kết luận tiền là đối tượng nghiên cứu của kế toán. Và tương tự như vậy, nguyên vật liệu, tài sản định, hàng hóa, thành phẩm, vân vân cũng sẽ là đối tượng nghiên cứu của kế toán. Mà những cái đối tượng đó gọi là gì? Tiền, máy móc, thiết bị, nguyên liệu, công cụ thì tôi gọi là tài sản của doanh nghiệp. Do vậy, đối tượng nghiên cứu của kế toán nó chính là tài sản của doanh nghiệp được biểu hiện bằng tiền và sự vận động của chúng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Anh chị lưu ý trong câu này có 3 vấn đề quan trọng. Thứ nhất là đối tượng nghiên cứu của đó là tài sản, à, tiền. Thứ hai là bằng tiền 300 triệu, 5 triệu. Và sự vận động đầu kỳ, cuối kỳ. Đối tượng nghiên cứu của kế toán là tài sản của doanh nghiệp được biểu hiện bằng tiền và sự vận động của chúng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Bây giờ đề cập đến tài sản, tôi đưa ra cái ví dụ như sau. À, tôi đưa ra cái ví dụ là bạn thấy màn hình là chiếc điện thoại di động iPhone 6G đời mới nhất. 3G là của Mỹ, Trung Quốc là 6G 2 SIM. Thứ hai là chiếc xe máy. Giả sử mình có một bạn nào đó mỗi ngày đi học chạy cái xe gắn máy đến trường, là cái gì không biết, mà miễn sao mình kiểm soát nó. Chiếc xe này mua bằng 100% tiền vay, nhưng mà mỗi ngày mình sử dụng nó, mình chạy xe ôm, mình đi kiếm tiền. Như vậy nó thấy là tài sản được định nghĩa như sau. Tài sản là những cái là cái nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể mang thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó. Chúng ta chỉ đề cập vấn đề kiểm soát thôi. Tuy nhiên, từ cái ví dụ này cho đến hai vấn đề cần phải xem nghiên cứu. Thứ nhất là khi nghiên cứu đối tượng của kế toán, chúng ta phải trả lời được là tài sản bao gồm những thứ gì. A là chiếc điện thoại, B là chiếc xe. À, như vậy gọi là kết cấu tài sản, hay gọi tắt là tài sản. Và thứ hai là những tài sản này ở đâu mà có? Do tiền mình bỏ ra, tiền túi hay đi vay mượn mua sắm, đó chính là gọi là nguồn hình thành tài sản hay là nguồn vốn. Như vậy khi nghiên cứu đối tượng của kế toán, người ta nghiên cứu hai mặt của nó. Thứ nhất là tài sản, thứ hai là nguồn vốn. Và tôi lưu ý anh chị, tài sản, nguồn vốn là hai thuật ngữ sẽ gắn liền với việc nhận thức của học này. Và những ai có ý định là theo đuổi ngành kế toán thì tài sản và nguồn vốn. Rồi như vậy, và tài sản là viết tắt của từ là kết cấu tài sản nha, tức là gồm cái gì, chính là, thứ hai là nguồn vốn là viết tắt từ nguồn hình thành tài sản. Lần lượt chúng ta đi vào nghiên cứu hai khía cạnh này. Thứ nhất là tài sản. Khi nghiên cứu tài sản thì chúng ta chia tài sản thành
hai nhóm. Một là tài sản ngắn hạn, hai là tài sản dài hạn. Không? Tài sản thứ như vậy, ngắn như thế nào là ngắn hạn và như thế nào là dài hạn. Không? Thì để phân biệt ra ngắn và dài hạn thì chúng ta mới dựa vào sự luân chuyển giá trị của tài sản trong quá trình sản xuất kinh doanh. Thì những tài sản nào có quá trình luân chuyển giá trị trong vòng một chu kỳ kinh doanh bình thường và thông thường như là một năm thì nó đưa vào tài sản ngắn hạn. Như cái rồi vậy, từ tiền thành hàng, từ hàng tiền thì có sự luân chuyển giá trị. Còn những tài sản nào quá trình luân chuyển giá trị lâu hơn một năm, lâu hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh bình thường thì đưa vào tài sản dài hạn. Như vậy dài và ngắn là dựa vào sự luân chuyển giá trị của tài sản trong quá trình sản xuất kinh doanh. Và theo đó thì tài sản ngắn và dài hạn mỗi loại thì được chia làm 5 nhóm nhỏ nữa. Thứ nhất là tài sản ngắn hạn, nhóm đầu tiên là tiền và khoản lương tiền. Nhóm thứ hai là đầu tư tài chính ngắn hạn. Thứ ba là các khoản phải thu ngắn hạn. Thứ tư là hàng tồn kho và năm là tài sản ngắn hạn khác. Tiền và tương đương tiền thì bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển. Đầu tư tài chính ngắn hạn, ví dụ bạn mua cổ phiếu trái phiếu và với ý định là lướt sóng ngân hàng, nay đỏ mai xanh bán lại, vàng mua vàng, nay giá thấp mai giá cao bán lại, đó đầu tư tài chính ngắn hạn. Cho vay, cho doanh nghiệp vay, cho bạn bè vay. Rồi bán hàng cho thiếu tiền, không? Mấy tháng sau thu lại, đó là các khoản phải thu khách hàng, tôi xếp là phải thu ngắn hạn. Rồi. Nguyên vật liệu, công cụ, hàng hóa, thành phẩm. Chúng ta thấy rằng chúng ta có một công ty may. Không phải khi nào chúng ta nhận được đơn đặt hàng của người ta, chúng ta mới đi mua vải về may. Mà trước đó mình phải mua vải về nhập vô sẵn rồi. Tôi có một cửa hàng bán lẻ, bán sản phẩm đi. Không phải khi nào khách hàng đến cần mua sản phẩm mới nói ngồi ở chờ đi, thì ta mua về bán cho. Hẳn ta phải mua về, ta dự trữ sẵn. Rồi là hàng tồn kho nguyên liệu, công cụ, hàng hóa, thành phẩm, mua về cất trong kho dự trữ đó, để khi nào cần mang ra xài, cần sản xuất mang ra sử dụng, cần bán mang ra sử dụng. Tài sản dài hạn thì cũng tương tự ngắn, chia làm 5 nhóm. Một là phải thu dài hạn, hai là tài sản định, ba bất động sản đầu tư, bốn đầu tư tài chính dài hạn, và năm là tài sản dài hạn khác. Thì thấy nhìn sơ qua thì ngắn và dài nó cũng có những đối tượng tương tự nhau. Ví dụ ngắn có phải thu ngắn hạn, dài có phải thu dài hạn. Bạn bán cho một cái bạn bán giả sử nói là giờ tôi bán cho anh cái quạt máy 300.000 để và tôi cho anh chờ thời hạn trả 6 tháng thì đó là khoản phải thu ngắn hạn. Nhưng giờ mua một căn hộ trả góp, căn hộ 1 tỷ trả góp 15 năm thì đó trở thành các khoản phải thu dài hạn rồi. Như vậy nhìn chung nó vẫn là bán chiều bán thiếu, nhưng mà thời gian thu hồi lại số tiền đó lâu hay mau, dưới hay dư trên một năm thì ta mới xếp bằng ngắn và dài hạn. Rồi chúng ta có đầu tư tài chính ngắn hạn, đầu tư tài chính dài hạn. Dù bạn thấy mua cổ phiếu mà lướt sóng thôi, nay đỏ mai xanh bán lại, nhưng mà chúng ta mua vô cổ phiếu ý định là gì, là nắm giữ quyền kiểm soát quản lý vân vân. Giả sử bạn vừa rồi bạn đọc cái thông tin trên báo đó, ông Nguyễn Hằng Kiều thâu tóm hết toàn bộ cổ phần của công ty Tiền Giang đó. Đó thực ra là dạng đầu tư dài hạn, những đầu tư tài chính và đầu tư tài chính dài hạn. Về cơ bản ngắn và dài là giống nhau, nhưng mà vấn đề khác nhau ở thời gian luân chuyển giá trị mà thôi. Thì trong cái môn nguyên lý cái tháng này, chủ yếu là chúng ta sẽ nghiên cứu về tài sản ngắn hạn. Còn trong tài sản dài hạn thì ta chỉ nghiên cứu tài sản cố định mà thôi. Như vậy chúng ta vừa nghiên cứu xong cái khía cạnh thứ nhất của đối tượng nghiên cứu của cái tháng, đó là tài sản. Vậy thì những cái tài sản ngắn hay dài này ở đâu mà có? Chúng ta đi vào nghiên cứu một khía cạnh thứ hai là nguồn hình thành của tài sản. Nguồn hình thành hay là nguồn vốn. Thì thấy căn cứ vào cái ví dụ chiếc điện thoại và chiếc xe gắn máy hồi nãy đưa ra anh chị, các anh chị thấy rằng nguồn hình thành tài sản thì có hai nguồn cơ bản. Một là đi vay để mua, mà đi vay thì theo luật nhân quả phải trả, chứ không chuyện hồi xù.
Do vậy nguồn đầu tiên đó là nợ phải trả. Cái nguồn thứ hai là tiền túi của mình bỏ ra để mua sắm, thì đó là vốn chủ sở hữu. Không? Nợ phải trả là gì? Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại phát sinh từ các giao dịch và sự kiện trong quá khứ. Nó là một nghĩa vụ hiện tại phát sinh từ cái gì ở trong quá khứ. Vốn chủ sở hữu là phần trên lệch giữa tổng giá trị tài sản và nợ phải trả. Đây là cái nguồn vốn, nguồn đài thọ đầu tiên cho các tài sản doanh nghiệp. Thì vốn chủ sở hữu tùy theo loại hình doanh nghiệp mà có các nguồn hình thành khác nhau. Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần vân vân gì đó. Vốn chủ sở hữu có hai đặc điểm. Một là không cam kết thời hạn thanh toán. Và hai là có thể bổ sung thêm trong quá trình sản xuất kinh doanh. Thì theo đó vốn chủ sở hữu cũng có hai dạng. Một là cái nguồn cái vốn bỏ, nguồn vốn chủ sở hữu, và thứ hai là nguồn kinh phí quỹ khác. Ví dụ nguồn vốn kinh doanh, các quỹ hình thành trong quá trình sản xuất kinh doanh, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ vân vân, rồi lợi nhuận chưa phân phối, đó là những dạng cụ thể của vốn chủ sở hữu. Như vậy chúng ta đã nghiên cứu xong hai mặt của đối tượng nghiên cứu của kế toán, đó là tài sản, nguồn vốn. Bây giờ các bạn làm giúp tôi một cái bài tập nho nhỏ thứ hai, điền dấu vô trống tổng tài sản như thế nào tổng nguồn vốn. A, tổng tài sản lớn hơn tổng nguồn vốn, và B, tổng tài sản nhỏ hơn tổng nguồn vốn. Một bài tập điền dấu vô trống. Như vậy, theo dõi nắng mưa, nhìn trời nhìn nước, nhìn ra ngoài trời, thấy không? Và chúng ta thấy được dấu là dấu bằng, chứ không dấu lớn hơn nhỏ hơn. Và tổng tài sản bằng tổng vốn, tôi gọi là tính chất cân đối của kế toán. Hai bên bằng nhau gọi là cân đối, không thiên về không lệch về bên nào hết. Và tôi gọi là phương trình cơ bản của kế toán. Phương trình cơ bản. Như vậy tôi kết thúc cái phần đối tượng nghiên cứu của kế toán, và tôi rút ra kết luận là tổng tài sản phải luôn luôn bằng tổng nguồn vốn. Tôi chuyển sang tiếp theo các phần còn lại của bài học này. Yêu cầu của kế toán. Kế toán có 6 yêu cầu. 1. Trung thực. 2. Khách quan. 3. Đầy đủ. 4. Kịp thời. 5. Dễ hiểu. Và 6. Là có thể so sánh. Bây giờ nội dung mỗi yêu cầu, nếu các anh chị đã in slide rồi thì các anh chị thấy hết rồi. Thứ nhất, trung thực là gì? Thì các anh chị đã biết. Thứ hai, khách quan là gì? Rồi đọc slide luôn sẽ thấy điều này. Thứ ba, đầy đủ là gì? Đọc slide luôn thấy được điều này. Thứ tư, kịp thời là gì? Thứ năm, dễ hiểu là gì? Và thứ sáu, có thể so sánh là gì? Tôi nghĩ bà sau khi đọc liếc sơ qua, nói chung anh chị về nhà thông thả đọc, thì chúng ta thấy rằng là thực ra không cần đọc mình vẫn biết. Trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, hiểu, có thể là những yêu cầu hết sức bình dị đời thường. Khách quan là gì? Không bóp méo sự thật, thấy gì nói đó, thấy gì ghi đó. Trung thực là làm đúng, không ghi quá, không ghi ít hơn, nhiều hơn, vân vân gì đó trong cái toán. Như vậy thấy gì? Đây nó giống như là những cái bài rao giảng về đạo đức, giáo dục công dân hơn là các yêu cầu. Như vậy bạn thấy, có thể thấy là Bộ Tài chính đã đưa ra những yêu cầu hết sức bình dị. Hết sức bình dị. Một câu hỏi đặt ra cho bạn về nghiên cứu mà tôi cũng rất hay ra thi. Tôi từng hỏi một câu vậy. Tại sao là kế toán yêu cầu dễ hiểu? Theo quan điểm cá nhân tôi thì kế toán phải yêu cầu khó hiểu chứ. Tại kế toán là cung cấp thông tin tài chính mà. Mà thấy các công ty thông tin tài chính nó giấu ghê lắm. Cho nên đúng ra phải trình bày dễ hiểu cho người ta. Thôi không ai đọc cho hiểu chứ. Tại sao trình bày dễ hiểu chi? Về suy nghĩ thôi. Chúng ta về suy nghĩ. Vận dụng kiến thức mà trong để trang bị trong ngày hôm nay để bạn về trả lời câu hỏi. Đây là một câu hỏi tôi thắt ra.
Rồi tôi chuyển sang phần tiếp theo là các nguyên các khái niệm kế toán. Trong kế toán có 3 khái niệm. Một là đơn vị kế toán, hai là đơn vị tiền tệ, và ba là kỳ kế toán. Các khái niệm này dùng để cho các người khác nhau, các lĩnh vực khác nhau thống nhất nhìn nhận về đối tượng đó để ta dễ càng nghiên cứu. Thì các khái niệm cái này thì cũng không có vấn đề gì khó khăn hết. Các bạn có thể về nghiên cứu đọc trong slide để bạn có các khái niệm đó. Ví dụ đơn vị kế toán là gì, đề ra cái giới hạn vân vân gì đó. Rồi thứ hai, đơn vị tiền tệ gì, thì trong slide cũng đã có rồi. Thứ ba là kỳ kế toán là gì, thì trong slide cũng có rồi. Nhắc lại do chúng ta chỉ có ôn tập trong 2 ngày cái tin tức, không thể nào trình bày hết tất cả các nội dung chi tiết được, mà tôi chỉ nói những nội dung cơ bản và điểm qua một số nội dung khác thôi. Nên nếu bạn về nhà bạn học và nghiên cứu đọc, bạn gặp mấy cái đoạn đó bạn thắc mắc, bạn không hiểu, thì chiều nay hoặc ngày mai bạn lên các bạn có hỏi giảng viên, thì khi đó giảng viên sẽ giải đáp cho mình những vấn đề đó. Tôi đi vào phần tiếp theo là các nguyên tắc kế toán. Kế toán có 7 nguyên tắc. 1. Cơ sở dồn tích. 2. Hoạt động liên tục. 3. Giá gốc. 4. Phù hợp. 5. Nhất quán. 6. Thận trọng. 7. Trọng yếu. Và chúng ta thấy rằng 7 nguyên tắc kế toán này, nếu như 6 yêu cầu của kế toán đọc vô, không cần mới gì đọc tên thôi, trung thực, khách quan, thì mình vẫn có thể hiểu được nội dung bên trong. Có thể mình hiểu từ trung thực là gì, nhưng có thể mình không phát biểu được thôi. Nhưng mà các nguyên tắc kế toán này đọc lên tên gọi thì có lẽ chúng ta cũng không hình dung nội dung bên trong là gì. Ví dụ như cơ sở dồn tích là gì thì có lẽ chúng ta cũng không hình dung được. Và nếu như các bạn mà trong slide cũng đã in nội dung rồi, cơ sở dồn tích là gì, đọc thông thả là xong, chắc cũng khó lòng hiểu nó là gì hết. Do vậy tôi chỉ hy vọng rằng kết thúc chủ đề 1 này, các bạn nhớ cho tôi tên gọi của 7 nguyên tắc này. Nguyên tắc là gì bạn? Đây là những cái nguyên tắc để làm kế toán. Nó giống như nội quy công ty thôi. Tôi không cần biết anh là ai, anh làm chức vụ gì. Cứ bước vô công ty này thì 7 giờ rưỡi sáng có mặt, ăn mặc như thế này, làm việc như thế này. Như vậy tôi không cần biết bạn lĩnh vực gì, kế toán quản trị tài chính ngân hàng. Cứ bước vào ráng thì để nhìn nhận đối tượng này, để nghiên cứu này, thì vận dụng các nguyên tắc này. Các khái niệm nguyên tắc là thống nhất cái nhìn về kế toán, tránh trường hợp tranh cãi. Các bạn thấy điều này quan trọng lắm. Tôi nói ví dụ như cái câu chuyện mà thầy bói xem voi ở Việt Nam. Có một con voi mà 5 ông thầy bói, mỗi ông sờ bộ phận, ông sờ đùi, ông sờ mông, ông sờ đuôi gì đó, mà nói tùm lum con voi là giống như cái cột nhà, con voi giống cái chổi xể, con voi giống cái quạt, được cãi nhau, quýnh nhau, đổ máu. Do vậy là gì? Do vì không thống nhất về nguyên tắc để nhìn nhận sự vật đó. Do vậy các khái niệm nguyên tắc tán đưa ra để nhằm giúp mọi người là thống nhất cái nhìn nhận và đối tượng đó, để ta dễ dàng thống nhất trong quan điểm nghiên cứu. Như vậy thấy, tuy nhiên mặc dù nhìn vào tên nguyên tắc thì rất là khó hiểu, nhưng mà thực ra có những cái nguyên tắc mà nhìn vô các bạn vẫn có thể hiểu được. Ví dụ như năm nhỏ nhất quán đi. Nhất quán bạn hiểu không? Có lẽ đây sẵn đây, tôi mượn thêm bài thơ nữa để minh họa điều này cho bạn vừa thư vừa học. Trong ít nhất một chu kỳ một năm thì gọi là nhất quán. Bạn kỳ này bạn làm cách này, kỳ sau bạn làm cách khác, thì thông tin giữa các kỳ không thể nào so sánh được nhau. Do vậy kế toán đòi hỏi phải nhất quán trong việc lựa chọn phương pháp, thì thông tin giữa các kỳ mới có thể được so sánh với nhau. Có thấy hết sức bình thường thôi. Như vậy thực ra tôi chỉ mong muốn anh chị là học kế toán dưới mức độ là ứng dụng, nhìn đọc một bài thơ, nhìn ra ngoài trời chiều nay mưa sáng mai nắng, thì chúng ta vẫn có thể nắm được điều gì về kế toán, thì đó là mong muốn đó. Rồi bây giờ bất kỳ một lĩnh vực nào đó thì nó cũng có đòi hỏi những cái phương pháp để làm cho nó khoa học. Vậy trong kế toán thì kế toán sử dụng các phương pháp gì để làm kế toán? Thì kế toán có 6 phương pháp như sau. 1 là phương pháp chứng từ. 2 là phương pháp kiểm kê.
3 là phương pháp tài khoản, 4 là phương pháp ghi sổ kép, 5 là phương pháp tính giá, 6 là phương pháp báo cáo tài chính. Sáu phương pháp này để phục vụ cho ba vấn đề. Các anh chị biết rằng kế toán là một hệ thống. Hệ thống này làm ba việc: thu thập, xử lý và truyền đạt thông tin. Khi các hoạt động sản xuất kinh doanh nó diễn ra thì nó sẽ phát ra thông tin vào. Thông tin này bộ phận kế toán sẽ thu thập lại. Và sau đó bằng những phương pháp nghiệp vụ mình thì kế toán sẽ xử lý những thông tin này, để trên cơ sở đó truyền đạt thông tin ra. Và trên cơ sở thông tin này, cái người sử dụng thông tin, ngân hàng, cổ đông, nhà quản trị sử dụng thông tin để ra định, từ đó quyết định này tác động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy thì bằng cách nào cái đáng thu thập, bằng cách nào cái đáng xử lý thông tin, và bằng cách nào cái đáng truyền đạt thông tin? Cái đáng thu thập thông tin bằng hai phương pháp: một là chứng từ, hai là kiểm kê. Thu tiền viết phí thu, chi tiền viết phí chi, nhập kho viết phí nhập, xuất kho viết xuất. Thì đó là phương pháp chứng từ. Rồi giả sử cái bình thường mình thu tiền viết phí thu, mình chi tiền viết phí chi, như vậy là thấy là chúng ta phải ngồi một chỗ mở sổ ra coi thì mình vẫn biết rằng hiện nay tiền mình có bao nhiêu. Nhưng mà lâu lâu thì cũng phải mở tủ két sắt ra đếm tiền, coi thử là chồng con ở nhà có lấy tiền chôm tiền với mẹ đi chơi không, đúng không? Mua hàng nhập vô, bán hàng xuất ra thì lâu lâu phải mở kho ra kiểm cân công đo đếm. Trước hết là để thanh lý những hàng kém phẩm chất thừa tồn động, thứ hai là kiểm tra coi cái kho thủ kho có giữ đúng hay không, hay là nhiều lúc mang hàng tuồn hàng ngoài bán hết rồi, đó cũng góc kiểm kê. Như vậy chứng từ và kiểm kê là hai phương pháp đầu tiên của kế toán giúp thu thập được số liệu thô, dữ liệu thô nào. Rồi sau khi có dữ liệu thô này thì cái đáng mới xử lý thông tin bằng ba phương pháp: tài khoản, ghi sổ kép và tính giá các đối tượng kế toán. Thì ba phương pháp này chúng ta sẽ học ở các phần sau, cho nên giờ tôi tạm thời tôi sẽ không đề cập đến nội dung này ở đây. Sau khi mà thu thập rồi, xử lý rồi thì cái đáng mới truyền đạt thông tin bằng cách nào? Cái đáng truyền đạt thông tin bằng cách đi lập các báo cáo tài chính. Không nói cho nghe, không thì thầm cho nghe, không gửi email, không nhắn tin, mà cái đáng mà đưa ra các báo cáo. Để thông qua báo cáo đó, chúng ta người nhận cái cầm báo cáo này đọc được các thông tin về tình hình kinh tế tài chính của đơn vị. Như vậy đi vào phần cuối cùng bài này, đó là giới thiệu bạn biết một số hệ thống văn bản pháp luật của lĩnh vực kế toán. Ngành đó thì bất cứ lĩnh vực gì thì chúng ta cần phải có những luật điều chỉnh lĩnh vực đó. Thì trong cái văn bản pháp lý cao nhất mà điều chỉnh được kế toán đó là Luật Kế toán Việt Nam. Luật Kế toán Việt Nam thì được Quốc hội ban khóa 9 kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003, hiệu lực bắt đầu từ năm 2004, và luật này ra đời thay thế pháp lệnh kế toán thống kê ngày 15 năm 1988. Chúng ta thấy rằng năm 86 là chúng ta đổi mới nền kinh tế, thì chúng ta vấn đề quản kế toán thống kê là một lĩnh vực quan trọng nền kinh tế. Do vậy ngày 15 năm 1988 thì Hội đồng Bộ trưởng đã ra ký ban hành pháp lệnh kế toán và thống kê, một pháp lệnh thôi, một văn bản dưới luật điều chỉnh hai lĩnh vực kế toán thống kê, thì nó phải mất là 15 năm, 88 hay ngày 3, 15 năm mà thấy vận hành. Số 15 bằng như mà số 15 này rất là một số rất là dễ nhớ. Số 15 là bạn thấy là đi là bạn thấy gì, nó gắn liền với hình ảnh này, cô Nguyễn Thúy Kiều, cô Nguyễn Du đó. 15 năm thì chúng ta mới đưa ra một cái văn bản tối cao nhất là luật và điều chỉnh riêng cái lĩnh vực kế toán. Và dưới luật kế toán thì chúng ta có một phá vào các chuẩn mực kế toán. Đó chính là những nguyên tắc và phương pháp để làm kế toán. Thì cho đến giờ phút này Việt Nam đã ban hành được 26 chuẩn mực kế toán rải rác từ năm 2001 đến giờ.
và dưới chuẩn mực toán đó là chế độ kế toán. Thì hiện nay chúng ta có một số điều kế toán như sau. Ngày 20 tháng 3 năm 2006, Bộ Tài chính đã ban hành cái quyết định số 15 là chế độ kế toán doanh nghiệp, và đến ngày 14 tháng 9 năm 2006 ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ quyết định 48. Đây là cái những người dân kế toán thì làm việc thường hay nói là làm theo quyết định bao nhiêu, 15 hay 48 đó. Thì trong chương trình nguyên lý này thì tất cả giáo viên đều giảng theo quyết định 48 hơn 15 hết. Nếu quyết định số 15 mà cắt bỏ đi một số nội dung thì nó sẽ ra cái doanh nghiệp cho kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ quyết định 48. Do vậy chúng tôi giảng quy mô bình diện đại trà, quy mô lớn, bỏ bớt một số dung thì thành quy mô nhỏ. Chứ chúng tôi không giảng quyết định 48 mà quy mô nhỏ. Như vậy thông qua chủ đề một này, tổng quan kế toán, tôi trình bày gửi đến chị có vấn đề cơ bản kế toán. Kế toán là gì, phân loại như gì, kế toán nghiên cứu cái gì, kế toán có những yêu cầu gì, trong quá trình làm toán thì phải vận dụng nguyên tắc hoặc phương pháp gì, và chúng ta phải nhìn khái quát về hệ thống và bản lực điều chỉnh lĩnh vực kế toán. Tuy nhiên trong các nội dung này thì nội dung quan trọng cốt lõi nhất vẫn là đối tượng nghiên cứu của kế toán là gì, học kế toán học cái gì, làm kế toán làm gì. Kế toán nghiên cứu tài sản và sự vận động của chúng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Và khi nghiên cứu này thì kế toán nghiên chia ra làm hai khía cạnh, một là tài sản, thứ hai là nguồn vốn. Do vậy chúng ta sẽ đi vào làm các bài tập mà nhấn mạnh đến phần này. Bây giờ tôi sẽ cho bạn 32 khoảng mục. Các bạn có nhiệm vụ hãy nói tôi biết khoản mục đó là tài sản hay là nguồn vốn. Giờ bạn bỏ ra 1-2 phút rồi bạn làm. Thứ nhất, bây giờ một bông gác loại là tài sản. Hai, vay ngắn hạn là nguồn vốn. Ba, nhà xưởng là tài sản. Bốn, các loại vật liệu phụ là tài sản. 5, phải nộp nhà nước là nguồn vốn. 6, tiền ứng trước khách hàng. Tiền ứng trước khách hàng là nguồn vốn anh chị. Câu màu vàng hơi bị lộn. Tiền ứng trước khách hàng là nguồn vốn. 7, nợ dài hạn là nguồn vốn. 8, nhiên liệu là tài sản. 9, máy kéo sợi máy dệt là tài sản. 10, sợi các loại tài sản. 11, tiền gửi hàng tài sản. 12, phải thu khách hàng là tài sản. 13, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản là nguồn vốn. 14, trái phiếu tài sản. 15, phải trả công nhân viên là nguồn vốn. 16, ứng trước tiền cho người bán là tài sản. 17, phải trả cho người bán là nguồn vốn. 18, tạm ứng là tài sản. 19, lợi nhuận chưa phối là nguồn vốn. 20, các loại máy vi tính là tài sản. 21, quỹ đầu tư chỉ là nguồn vốn. 22, sản phẩm dở dang tài sản. 23, quỹ dự phòng tài chính là nguồn vốn. 24, khỏi nói. 25, các bạn phải thu khác tài sản. 26, các loại dụng cụ nhỏ khác tài sản. 27, sản phẩm hoàn thành là tài sản. 28, tủ đựng sổ sách là tài sản. 29, tiền mặt là tài sản. 30, ký quỹ ký cược vàng tài sản. 31, phương tiện vận tải tài sản. 32, nhà kho tài sản. Bây giờ tôi đã phân biệt xong 32 khoản mục này tài sản nguồn vốn. Các chị về lấy máy tính cộng lại thì được hai số bằng nhau.